Theo khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê, tỉnh Lào Cai xếp thứ 5 trong số 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006-2021. Đến hết năm 2022, tỷ lệ giảm nghèo của Lào Cai đạt 5,8%, tương đương giảm 9.770 hộ nghèo, vượt mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đề ra 4,5% và trung ương giao là 4% triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Lào Cai tiếp tục đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 đến 5% một năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong đó, hộ nghèo tại các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6% một năm trở lên, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3% một năm trở lên, giảm hộ cận nghèo hàng năm từ 2.000 hộ trở lên. Đến năm 2024, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai cơ bản không còn hộ nghèo. Đến năm 2025, huyện Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo.